Xin chào các bạn nha. Hiện tại thì mình có ở đây một ít sơn ca con cuối vụ nha các bạn. Những cái bạn nào muốn sở hữu sơn ca con ấy, thì các bạn inbox với mình để lấy những cái tổ chất lượng nó tốt nhất nha các bạn. Chứ còn cái thời gian gần tới sắp tới nữa là chim nó bắt đầu nó rất là dạt các bạn. Kiểu chim nó đẻ ráng là chim con nó rất là dạt. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, những cái con chim cuối vụ nuôi nó khá là lâu hót các bạn. Các bạn nào quan tâm thì inbox qua cho mình nha. Hiện tại ở đây thì mình có một ít chim rất là đẹp nha các bạn. Đó, những cái tổ này các bạn sẽ coi này, rất là đẹp. Đó, chim rất là đẹp luôn nha các bạn. Các bạn nào quan tâm thì inbox riêng cho mình nha. Chứ mình chỉ còn vài cái tổ đẹp này nữa thôi là hết rồi. Và bên mình cũng sẽ ngưng cung cấp sơn ca con luôn nha các bạn. Và cái thời gian sắp tới thì mình sẽ cung cấp sơn ca truyền, tức là hàng bánh tẻ với lại sơn ca bổi. Hiện tại thì hàng mình đang có sẵn hết nha các bạn. Bạn nào quan tâm thì cứ inbox qua cho mình. Sơn ca con đúc này, sơn ca truyền này, truyền bánh tẻ các bạn, nó là một á, với lại cái con sơn ca bổi nha các bạn. Và bổi hót lai rai, những cái mặt hàng đó mình đang có sẵn. Bạn nào cần thì cứ inbox qua cho mình là có hàng nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.